xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Mọt Sử Việt. Xin kính chào nhà báo Lê Tiên Long ạ. Xin chào Mai Huyền và xin kính chào quý vị khán giả. Vâng thưa nhà báo Lê Tiên Long, hôm nay anh sẽ mang đến cho quý vị khán giả những câu chuyện thú vị gì ạ? Hôm nay tôi muốn kể với Mai Huyền và quý vị khán giả câu chuyện về những danh tướng của Vua Gia Long. À, xin hỏi Mai Huyền là Huyền có biết vị danh tướng nào của Vua Gia Long không? À, thưa anh, em cũng rất là may biết được hai danh tướng của vị vua Gia Long, nghĩa là vị tướng thứ nhất là võ Tánh và vị tướng thứ hai là nguyễn huỳnh đức phải không ạ đúng rồi ngoài ra thì vua gia long là một vị vua mà cuộc đời nam chinh bắc chiến thì bên cạnh ông có rất nhiều vị tướng nổi tiếng mỗi vị tướng đều có những câu chuyện thú vị ẩn đằng sau mỗi người một tính cách mỗi người một phong cách và có những người thì phong cách rất là quý tộc có người phong cách rất là bình dân và những câu chuyện đó quý vị và các bạn có thể theo dõi trong chương trình sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong số các võ tướng của chúa Nguyễn Ánh. Võ Tánh không chỉ là người có võ công bậc nhất, mà còn để lại cho người đời sau sự thương xót về cái chết oai dũng hiếm có trong lịch sử của ông. Trong cuộc chiến giữa quân chúa Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn năm 1799, chú Nguyễn chiếm được Quy nhân, đổi tên thành là Bình Định để ghi dấu ấn. Năm 1801, khi đại quân Chúa Nguyễn rút về gia định, thành Bình Định được sao cho võ tánh và lễ bộ tham chi Ngô Tùng Châu Trấn giữ thành Bình Định, ngay sau đó bị đại quân Tây Sơn, dưới quyền chỉ huy của Thái phó Trần Quang Diệu và tướng Võ Văn Dũng đến bao vây. Trần Quang Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân vây bốn mặt. Võ Văn Dũng thì đôn đốc thủy quân, phòng giữ cửa nhị thị nại. Cuộc bao vây kéo dài đến 14 tháng. Cũng trong năm này, Nguyễn Ánh cùng Lê Văn Duyệt và Võ Di Ngụy đem đại quân ra tìm cách giải vây cho Bình Định. Đại thắng thủy quân Tây Sơn tại thị nại đây là trận thủy chiến lớn nhất của cuộc chiến tranh Nguyễn Tây Sơn. Tuy quân Nguyễn thắng trận, tiêu diệt thủy quân Tây Sơn, nhưng không giải vây được trên bộ, thành Bình Định vẫn bị quân Tây Sơn vây chặt. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu sai người lén đem mật thư ra cho Nguyễn Phúc Ánh, khuyên ông kéo quân ra đánh Phú Xuân, để ông cùng Ngô Tùng Châu cố giữ thành cầm chân quân Tây Sơn. Chú Nguyễn nghe theo, và tháng 5 năm Tân Dậu 1801 đánh lấy được Phú Xuân. Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng nghe tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra cứu. Quân ra tới Quảng Nam thì bị chặn đường phải trở lui. Trần Quang Diệu nổi giận, đốc quân đánh thành luôn ngày đêm. Trong thành, binh sĩ lâu ngày thiếu lương thực. Có người khuyên võ tánh nên vượt vòng vây, trốn thoát, nhưng ông cương quyết ở lại. Không thể được, ta phụng mạng giữ thành này, nên thề với thành cùng sống cùng chết. Nếu bỏ thành mà hèn nhát trôn lấy một mình, thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng. Ông sau đó cho người trao cho Trần Quang Diệu một bức thư, xin tha chết cho quân sĩ trong thành. Ông sai thuộc hạ lấy rơm củi chất dưới lầu bát rác, đổ thuốc súng vào rồi châm ngòi tự vấn. Tiếp theo, Ngô Tùng Châu cũng dùng thuốc độc tự vấn. Đó là ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu, tức là vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 1801, khi chiếm được thành, Trần Quang Diệu tỏ ra xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Sai người tầm liệm thi hài hai ông tử tế, rồi theo lời yêu cầu của Võ Tánh không giết hại hàng binh nhà Nguyễn. Năm 1802, khi chú Nguyễn đã chiếm được Phú Xuân, Tây Sơn lại mất Trấn Ninh. Trấn Quang Diệu và Võ Văn Dũng phải bỏ thành, đi theo đường Thượng Đạo qua Lào về cứu vua Cảnh Thịnh. Sau khi vua Gia Long lên ngôi, đã truy tặng Võ Tánh là sự vận công thần Thái úy Quốc Công. Năm Minh Mạng thứ 12, tức năm 1831, truy phong ông là Hoài Quốc Công. Trước cái chết anh Dũng của Võ Tánh, người dân Bình Định đã lưu truyền câu hát dưới đây. Ngó lên ngọn tháp cánh tiên, cảm thương quan hậu, thủ thiền thành ba năm. Ngày nay, ai đến thăm phế tích thành hoàng đế của Nguyễn Nhạc, tức thành đồ bàn xưa của vua Chiêm Thành, còn thấy mộ võ tánh nằm trong nội cung thành, với nấm mộ hình tròn trên hai nền đắp vuông, vẫn luôn được người dân hương khói để tưởng nhớ một thời tiết nghĩa. Nguyễn Huỳnh Đức vốn có tên là Huỳnh Tường Đức, được sử nhà Nguyễn mô tả là người có dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người, ai cũng coi ông là hổ tướng. Năm nhân dần, tức năm 1782, ông được phong chức tiền quân. Từ đó về sau, cuộc đời ông gắn chặt với chú Nguyễn. Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đến định tường thì bị xa lầy, chỉ mỗi một mình ông dám trở lại cứu chúa. Lúc ấy trời vừa chạm vạng tối, quân Tây Sơn sợ bị mai phục nên rút lui. Trong đêm đó, vì quá mỏi mệt, Nguyễn Phúc Ánh đã gối đầu lên đùi ông, ngủ mê man. Cảm động, Nguyễn Phúc Ánh ban cho ông quốc tính và xem ông như người trong hoàng tộc. Từ đó, ông mang tên là Nguyễn Huỳnh Đức như đã kể trên. Năm 1783, ông đánh nhau với quân Tây Sơn ở Đông Tuyên, nhưng bị thua, bị bắt cùng với 500 thuộc hạ. Chỉ huy quân Tây Sơn là Nguyễn Huệ, thấy ông khỏe mạnh nên thu dùng. Ông chịu theo Tây Sơn, nhưng có lời giao kết là ông chỉ đánh quân trịnh, chứ không đánh nhau với quân của chú Nguyễn năm 1786, Nguyễn Huỳnh Đức theo Nguyễn Huệ ra Bắc Hà đánh nhau với quân Trịnh, rồi về làm phó tướng cho Nguyễn Văn Duệ. Ông Duệ trước là tướng tâm phúc của Nguyễn Nhạc nên không thích ở dưới quyền của Nguyễn Huệ. Muốn lợi dụng việc này để trốn về với chú Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Đức bàn với Nguyễn Văn Duệ rằng hãy theo đường tắt mà lèn về với Nguyễn Nhạc. Tin lời, ông Duệ dẫn hơn 5.000 quân băng rừng rộng về Quy Nhơn. Trên đường, Nguyễn Đình Đức lựa dịp trốn sang vạn tượng, tức nước Lào ngày nay, rồi vòng qua Siêm La, Thái Lan tìm chú Nguyễn Ánh. Nhưng khi ông đến nơi, chú Nguyễn đã về gia đình. Vua Siêm La muốn giữ lại, nhưng ông cương quyết về với chú Nguyễn. Năm 1799, ông được thăng chức là trưởng quản hữu quân dinh, ra đánh lấy được Phan Ri, rồi thị nại Bình Định. Năm sau, ông dẫn quân đánh được Hạ Thành Quy Nhơn, rồi được cử vào Nam cai quản xứ Định Tường. Sau khi Nguyễn Phúc Ánh chiếm thành Phú Xuân, do ông chấn giữ thành Quy Nhơn năm 1802, khi chú Nguyễn lên ngôi vua, Nguyễn Đình Đức được phong tước quận công. Năm 1810, ông được làm tổng trấn Bắc Thành kiêm khâm sai trường tiền quân. Năm 1816, ông trở về Nam làm tổng trấn gia định cùng với hiệp tổng trấn Trịnh Hoài Đức, cai quản toàn miền Nam. Trong quân của chú Nguyễn Ánh, có nhiều viên tướng thích uống rượu. Chúng ta từng nghe chuyện, hai viên đại tướng của quân Nguyễn Ánh là Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt mâu thuẫn với nhau chỉ vì từ chối chén rượu trước khi xuất quân. Trong số các tướng phía dưới, có Nguyễn Thái Nguyên là người thừa thiên, từng theo Nguyễn Ánh qua xiêm là người nghiện rượu, đau uống là say suốt ngày. Nguyễn Ánh của mắng, Nguyên làm tờ cam đoan hứa bỏ rượu, nhưng sau lại uống. Nguyễn Ánh thương nên cũng đành thôi. Thế nhưng tính Nguyên thẳng thắn, có lần biết Nguyễn Ánh giận vợ, bèn xin vào cung tâu, tâu xong ung dung khuyên giải, chúa vui vẻ nên không giận nữa. Lúc bấy giờ các quan, ai có lỗi thì bị đánh roi, chứ không phải bị phạt bổng. Nguyên Tâu, nhà vua có lòng thể tất cho bảy tôi, mà không có lễ đối đãi với bảy tôi. Đánh roi ở đại đình không phải là nghĩa tôn, người tôn, quý kẻ quý. Chúa nghe theo. Có lần Chúa Nguyễn mở khoa thi. Nguyễn Thái Nguyên và Võ Tánh được xung giám thí, cùng ngồi ở trường thi. Nguyễn Thái Nguyên thấy Tánh có vẻ khệnh khạng, bền treo gẹo. Tham thẳng kêu với ta à? Ta mà còn trẻ như tham thẳng, thì công chúa Hồ Dương không bỏ ta đâu. Tánh giận, nhưng không biết làm sao, đánh mách lại với chúa. Chúa cười nói, công chúa Hồ Dương lại chịu lấy kẻ già nua quê mùa sao. Biết nguyên chọc quê tánh nên không bắt tội. Một nhân vật hay diệu nữa là Nguyễn Văn Trị. Chị là người Bình Dương, theo quân Nguyễn làm cái đội. Năm 1783, Tây Sơn và gia định, Nguyễn Ánh chạy ra Phú Quốc, chị cũng đi theo. Thường theo liền bên cạnh Nguyễn Ánh hầu hạ. Có lần, chúa thua trận, mệt quá không đi nổi. Chị ghé lưng, cõng chúa chạy tiếp. Sau khi chiếm lại được gia đình năm 1788, Nguyễn Ánh nghĩ tới công tước từng ban kim bản miễn tử cho 10 người. Trong đó chị là người đứng đầu. Chị này tính thật thà, thô hào lười biếng, nên Nguyễn Ánh không cho cầm quân, chỉ cho làm quân túc vệ, thường cầm phủ Việt đi trước dẹp đường. Người ta gọi là chị cầm búa. Sau về hưu, tính lại hay rượu cuối cùng say rượu mà chết. Câu chuyện về Đặng Đức Thuật cho thấy năng lực trọng dụng người tài của Nguyễn Ánh. Ông Thuật không rõ quê quán, đầu tiên ở ẩn dạy học trò, kẻ học tôn xưng là Đặng Gia Sử Phái. Năm 1788, Nguyễn Ánh chiếm lại gia định, ông tới ra mắt, Nguyễn Ánh phong làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng Gián Nghị. Đức Thuật tính ngày thẳng, cứng cỏi, cặp việc dám hỏi. Thuật thấy thình phạt lúc bấy giờ quá nặng, Tâu xin giảm bớt, mà ánh không nghe. Bèn nghiến sang đi ra nói với mọi người rằng, nói không thấy nghe thì rán rán nghị nghị làm cái gì. Sau đó bỏ chức mà đi. Nguyễn Ánh phải sai giám quân Tống Phước Đạm đuổi theo mời mới chịu về. Trong số các thuộc hạ của Nguyễn Ánh, có một vị từ quan văn chuyển sang quan võ mà cũng thành công. Đó là Trần Đại Luật, người Quảng Bình, cha ông tên là Độ, và Nam tới cư ngụ ở Vĩnh Long. Theo Nguyễn Ánh làm quan từ chức, lục dinh Vĩnh Trấn. Đầu năm 1785, ông đột theo Nguyễn Ánh qua Siêm. Đến năm 1788, chủ Nguyễn Ánh về chiếm lại gia định, được bổ chức Hàn Lâm Viện chế cáo. Trong trướng của Nguyễn Ánh, Trần Đại Luật khi tan trầu, trò chuyện với mọi người, bàn luận chuyện hăng hái nhút nhát. Có viên quan võ cười nói, bọn quan văn chưa nghe tiếng súng đã đái ra quần, đâu được nói tới chuyện chiến trận. Luật tức giận nói, ngươi làm sao biết được ta, chỉ biết nhìn bề ngoài mà thôi. Ba định viễn kẻ xưa ném bút được phong hầu cũng đâu phải là quan võ. người cứ đợi mà xem ta làm được hay không. Khi ông luật trở về, nói với người trong viện Hàn Lâm, thì Trịnh Hoài Đức cười nói, Ngươi hăng hái thì ngươi làm đi. Ông luật bèn dâng biểu xin đổi qua làm quan võ. Chú Nguyễn Ánh khen ngợi, phong làm thuộc nội, cai đội phó vệ úy. Ông trị quân rất nghiêm, sĩ tốt sợ phục, quân dưới quyền vốn có nhiều người nghệ an, hay kiện cáo lôi thôi. Ông lấy việc lễ nhượng dạy bảo từ đó họ cũng bớt kiện cáo. Chính Trần đại luật có lần dâng sớ, xin chém giám mục, bá đa luật, là sùng thần của chú Nguyễn Ánh, lời lẽ thái độ thẳng thắn, khiến chúa phải nề trọng. Trần đại luật vốn giỏi chữ nôm, thường được phụng chiếu thoạn thảo sắc dụ. Nhiều lần xứng chỉ, khi qua làm quan võ thì mạnh mẽ có mưu trí, người ta khen là có phong độ nhò tướng. Giám quân Tống Phước Đạm, người thừa thiên, trầm tĩnh có cơ mưu. Năm 1775, theo dệ Tông Phước Thuần vào gia định, nhận mật chỉ ra Quảng Ngãi mộ quân. Tới Bồng Sơn, bị Nguyễn Huệ đánh úp, như thoát được và trốn về Phú Xuân. Sau được tin Nguyễn Ánh đang ở Siêm, bèn vượt biển xóa theo, rồi theo Nguyễn Ánh về gia định, rất được tin dùng. Đạm tính thẳng thắn, không kinh nể người thân quý. Năm 1793, Nguyễn Ánh đem võ tánh ra đánh Quy Nhơn, để đạm cùng bọn Phạm Văn Nhân giúp đông cung cảnh giữ gia định. Có viên tham luận hậu quân là bạn cũ của đạm bắt đầy tớ nhà láng giềng dân trưởng cung chúa Ngọc Du là vợ tánh. Đạm sai quân bắt hỏi, viên tham luận sợ đưa qua dấu trong nhà công chúa. Đạm sai phá cửa, bắt được người đầy tớ ấy. Tham luận tới thú tội, đạm mời ngồi uống rượu. Rượu xong, thong thả nói, mời uống rượu là vì tình bạn cũ, giết tội nhân là để giữ pháp luật. Tham thẳng đi xa, nhà công chúa không phải là chỗ được vào. Đầy tớ người không được tự ý bắt, ông đã phạm pháp, tội không thể tha. Rồi quát lôi ra chém. Viên tham luận xin được chết toàn thây. Đạm sai, lấy cây cột trước công đường, chẹn vào cổ họng giết chết, ai nghe cũng kinh sợ. Sử nhà Nguyễn cũng kể về vị danh tướng này với những nét đặc biệt. Tuy là đại tướng, nhưng Tống Phước Đạm nói thì ngọng, lại có tính sợ tiếng đại bác. Sau đó, ông ta mỗi khi ra trận trước tiên chỉ bảo kế sách cho tướng sĩ dưới quyền, rồi lui về phía sau, đào hầm ngồi núp, để khi quân Tây Sơn rút lui mới chui lên. Nhưng hiệu lệnh nghiêm minh tướng sĩ sợ phục cũng là một nhân vật hiếm có. Phó tướng hữu quân Võ Văn Lượng, người gò công. Trước năm 1788, theo võ tánh giới quân chống Tây Sơn. Sau tánh về theo Nguyễn Ánh, Lượng cũng được phong làm tổng binh cai cơ. Theo tánh ra trận nhiều lần lập công. Lúc ấy các tướng trước khi ra trận đều phải vào lại vợ chồng Nguyễn Ánh theo lễ gia nhân. Lượng bất bãn nói riêng với mọi người. Đâu có chuyện làm tướng lại phải lại lục đàn bà. Nguyễn Ánh nghe được tức giận nói, quân vũ phu ngạo mạn vô lễ hạ ngục rồi tha dáng làm cai đội trưởng tiền quân nguyễn văn thành lúc trẻ thích đánh bạc mắc nợ thường bị người ta đòi khi theo nguyễn ánh qua xiêm có lần ánh sai đem một nghìn lượng bạc đi chiêm kha mua gạo dọc đường gặp quân việt đánh bạc thiếu quyền tiền người xiêm bị níu kéo đòi nợ thành cùng bệnh thương nhau bèn giúp túi trả cho rồi về tâu lại nguyễn ánh tiếc của rất bực mình nhưng cũng lấy làm lạ nên không nói gì cuối năm 1796, thành cùng bọn quan văn quan võ, từ Nguyễn Văn Chương, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Thái Nguyên, Trần Phúc Chi, Lê Quang Định và bọn cai cơ, cai đội, chi bạ tham luận thấy việc quân rối rãi, thường cùng nhau đánh bạc, đá gà, đá cá, được thua hàng trăm hàng ngàn. Nguyễn Ánh lấy làm khó chịu, từng xuống chỉ cùi trách. Đô thống chế Dinh tiền quân, Thần Sách và Mã Triệu người bến tre theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn. Khi ánh qua xiêm thì Triệu có mẹ già nên ở lại quê. Tây Sơn bắt ra mẹ Triệu, Triệu đành ra hàng để cứu mẹ. Triệu giỏi nghề sông nước, quân Tây Sơn thường sai, ngồi sau thuyền bè để lái. Một hôm đi tuần tới đoạn sông vắng vẻ, Triệu giả trượt chân, rơi xuống sông. Chợt có con cá sấu trồi lên, quân Tây Sơn kinh sợ, cho rằng Triệu đã bị cá sấu ăn thịt bèn bỏ đi, không truy bắt nữa. Triệu nhờ thế thoát thân. Về sau quân Nguyễn Ánh gọi là Triệu cá sấu. Triệu cũng cảm ơn cá sấu cứu mình nên suốt đời không ăn thịt cá sấu triệu lúc mới theo Nguyễn Ánh thường nói với mọi người ngày sau được thấy nhà vua về kinh non sông thống nhất mặc áo cà sa nương nhờ cửa Phật là mong muốn của ta đấy có phong thái cung thành thân thoái quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung thú vị về câu chuyện các danh tướng của vua Gia Long trên kênh Một Sử Việt và xin được cảm ơn nhà báo Lê Tiên Long đã mang đến những câu chuyện thú vị cho các khán giả ngày hôm nay ạ và nếu như quý vị thấy thích thú với các nội dung trên thì xin hãy like share và đăng ký trên kênh để động viên đội ngũ thực hiện chương trình. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về những nội dung, chủ đề mới nào thì xin hãy comment bên dưới chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.